qua thành phố Cần Thơ năm Đinh Dậu 2017. Mồng gà. Hey, sao lại sao? Sàng Bác Hồ. Đây à? Râm các dân tộc Tây Nguyên. Cô gái Huế cầu tràng tiền. Cầu tràng tiền. Một nhịp, hai, ba nhịp, bốn nhịp, năm nhịp, sáu nhịp, 12 nhịp, 6 và 12 nhịp, cầu tràng tiền. Ồ, hoa cúc, rực rỡ hoa cúc. Hoa lan, quá nhiều rồi, hoa lan. Nhà cổ Bình Sĩ Cần Thơ. Ngôi nhà cổ Bình Thủy Cần Thơ có hàng trăm năm. Cây trái miệt vườn Nam Bộ. Trái cà, trái xoài, trái bưởi. Hey, mô hình thu nhỏ cầu Cần Thơ, cầu đi bộ Cần Thơ. Đồ. Nhà máy nhiệt điện ôm ôm. Hey,
hình cầu Cần Thơ. Hai, mô hình thuyền biển Phúc Lâm, địa điểm du lịch nổi tiếng của Cần Thơ. Địa danh nổi tiếng của thành phố Cần Thơ, huyện Cần Thơ, huyện Hậu Giang trước đây là chi bộ An Nam Cộng sản, chi bộ đầu tiên của đảng bộ thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ, huyện Bình Thạnh. Nam bộ, cô gái đi trên một cái thuyền, cây trái cóm dưa hấu, rất nhiều cô gái đi trên chiếc thuyền. Hoa mồng gà, gà, gà mái, gà trống và gà con. Rất nhiều sắc hoa màu gà, đúng là năm Đinh Dậu toàn là hoa màu gà. Đây, hoa cúc, lại hoa màu gà đỏ. Cô gái xinh đẹp. Không gian tre trúc, trên hòn đảo gia đình mang tên. Mang tên trồng dưa trên đảo. Rất là to. Sắc xuân đất nước, mừng xuân Đinh Dậu. Rẫy dưa Nam Bộ. Thiệt đó. Dưa hấu đây trồng trên những cái rẫy dưa đây. Này là hoàn cảnh. Đây là những cái dưa thật. Trong trời trại của dân Nam Bộ. Giá để mà em bịch cho lấy liền. Để dâu hình.
biểu tượng rõ nét của cầu đi bộ Ninh Kiều, Cần Thơ. Cần Thơ phát triển bay lên cất cánh cùng máy bay Vietjet Air. Bác Hồ.